Xin chào các bạn, có rất nhiều bạn đang thắc mắc là sau khi phẫu thuật thì nên ăn gì? Và đúng vậy, việc bạn ăn gì sau phẫu thuật có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phục hồi và chữa lành vết thương. Dù là phẫu thuật nhỏ hay là phẫu thuật lớn, bạn cũng cần phải vệ sinh, chăm sóc vết mổ thật là tốt, đồng thời cần có một chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý thì mới có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục được. Nếu không, bạn có thể gặp những tình trạng như là nhiễm trùng vết mổ, biến chứng, sẹo xấu, đồng thời kéo dài quá trình hồi phục. Vậy người mới mổ thì nên ăn gì và nên kiêng ăn gì để nhanh lành vết thương và nhanh hồi phục? Thế cùng khám phá qua video này cùng với blog ẩm thực các bạn nhé! Một, sau phẫu thuật thì nên ăn gì? Sau khi mổ, người bệnh cần tuân thủ một chế độ dinh dưỡng, từ ăn lỏng cho đến ăn thức ăn rắn theo thời gian. Chế độ ăn sau khi mổ sẽ khác nhau giữa từng người, tùy thuộc vào khả năng dung nạp thức ăn, loại phẫu thuật và tốc độ hồi phục sau phẫu thuật. Bảng dưới đây sẽ là gợi ý chung về dinh dưỡng cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Các bạn cùng theo dõi nhé! Thời gian sau phẫu thuật từ 24 đến 48 giờ. Chế độ ăn, uống nước lọc ở nhiệt độ phòng. Uống tối đa là nửa cốc nước trên một lần, tăng dần để đạt ít nhất là 8 lần trên một ngày. Thời gian sau phẫu thuật từ 3 đến 7 ngày. Chế độ ăn là thức ăn lỏng, bao gồm có sữa, sữa đậu nành, sữa chua không đường. Thời gian sau phẫu thuật từ 1 đến 2 tuần. Chế độ ăn, chuyển sang thực phẩm xay nhuyễn hoặc là nghiền. Chi tiết gồm có cháo, cá xay hoặc là nghiền nhỏ, trái cây và rau quả xay nhuyễn, phô mai ít béo, sữa tách béo với bột protein, ngũ cốc nóng, ít béo như là yến mạch hoặc là kem gạo. Thời gian sau phẫu thuật là 2 tuần. Chế độ ăn, bổ sung thực phẩm mềm và bánh quy vào chế độ ăn. Chi tiết, thịt viên mềm, trứng luộc hoặc là xào, rau quả nấu chín, gọt vỏ, trái cây mềm, gọt vỏ, bánh quy. Thời gian sau phẫu thuật là 1 tháng. Chế độ ăn, thực phẩm rắn, bao gồm cây họ đậu, trái cây và rau tươi, bánh mì, các loại ngũ cốc. Thời gian sau phẫu thuật là 2 tháng. Tiếp tục chế độ ăn uống cân bằng, thường xuyên, bao gồm các loại thực phẩm rắn. Chi tiết, thực phẩm giàu protein, sản phẩm từ đậu nành, trứng, thịt, đậu lăng, phô mai, hoa quả và rau, các lựa chọn bổ sung protein nếu bị thiếu sau phẫu thuật. 2. Thay đổi thói quen ăn uống sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật, người bệnh không chỉ cần thay đổi những loại thức ăn mà còn phương thức ăn uống. Thay đổi thói quen ăn uống mới giúp làm giảm nguy cơ xảy ra những biến chứng sau phẫu thuật và nhanh chóng hồi phục hơn. Theo đó thì người bệnh sau mổ cần phải làm như sau. Thứ nhất, chia nhỏ bữa ăn từ 4 đến 6 bữa mỗi ngày thay vì 3 bữa lớn. Thứ hai, bạn nên nhai kỹ và từ từ. Thứ ba, dừng ăn khi đã cảm thấy no. Thứ tư, chọn bữa ăn cân bằng với hàm lượng protein cao. 5. Bạn nên tránh ăn khi cảm thấy căng thẳng hoặc là buồn chán vì điều này có thể làm giảm hiệu quả của lộ trình ăn uống. 6. Nên uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày. 7. Cần tránh uống nước trong khi ăn vì có thể dẫn đến nôn mửa. Và nhớ tuân thủ chế độ ăn này suốt đời nếu vị trí phẫu thuật ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng. 3. Mới mổ thì kiêng gì, tránh các thực phẩm dễ gây táo bón. Táo bón là tình trạng thường xuyên xuất hiện sau khi phẫu thuật là do tác dụng phụ không mong muốn từ thuốc giảm đau, kê đơn nhóm opioid, chúng làm giảm nhu động ruột. Trong khi một số thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa hoặc là điều trị táo bón, thì nhiều loại thực phẩm khác có thể làm cho táo bón dễ dàng xảy ra hơn và bạn nên tránh ăn những loại thực phẩm này sau khi phẫu thuật các bạn nhé. Thứ nhất, thực phẩm khô hoặc là chiên, sấy khô, bao gồm trái cây khô, ngoại trừ mận khô, có thể giúp giảm táo bón, thịt bò khô, khoai tây chiên. Các thực phẩm chế biến sẵn, tinh chế, chẳng hạn như bánh mì trắng, gạo trắng, đồ ăn nhẹ đóng gói có hàm lượng calo cao. Đồ ăn nhiều muối, nhiều chất béo, phô mai, sữa và các sản phẩm từ sữa,
đồ ngọt bao gồm bánh, kẹo và các thực phẩm có đường. Thịt đỏ như là thịt bò, thịt trâu. Đôi khi rất khó ăn uống sau phẫu thuật vì bạn có thể cảm thấy chán ăn. Điều này thường sẽ được giảm bớt vài ngày sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên, một điều quan trọng là bạn phải tiếp tục ăn những thức ăn bổ dưỡng trong suốt thời gian hồi phục của mình. Không ăn đủ sau phẫu thuật có thể trì hoãn quá trình phục hồi nữa đấy. Chúc cho các bạn luôn khỏe mạnh nhé! Đến đây, video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!